tìm xem con vật nào cần chúng ta giúp đỡ nữa. Kéo vị trí trung tâm và xách. Đã tìm thấy một chú ngựa vàng người đáy bùn đất. Đã tìm thấy một chú hươu cao cổ với cái cổ bị thương. Đã phát hiện một con nhím khó chịu. Chọn xe tải để đi đón các động vật bị thương. Đi theo các biểu tượng động vật và bạn sẽ tìm thấy các con vật bị thương. Kéo con vật lên xe tải. Mang chúng về trung tâm cứu hộ để điều trị. Hãy đưa các động vật vào bên trong nơi ở mới. Nhím bị mất hết lông bởi vì nó không khỏe. Bóc vỏ một cây lô hội để làm kem lô hội. Kem lô hội có thể giúp nhím phục hồi những chiếc lông trên người nó. Ôi, những chiếc lông nhím mọc lại rồi. Nhím thích ăn trái cây, rau và côn trùng. Giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Nhím sống trong rừng. Tạm biệt nhím. Ngựa vàng thích cuộn tròn trong cát để bùn đất chúng lên cơ thể. Oh, my God.
sạch sẽ hoàn toàn. Kiểm tra bên trong người ngựa vàng. Ôi không, có nhiều bụi trong phổi của nó. Giúp nó làm sạch phổi nào. Làm rất tốt, bụi đã hết sạch. Ngựa vàng thích ăn tất cả các loại cành cây và lá cây. Bệnh cho nó. Bây giờ con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Ngựa vàng thích sống ở đồng cỏ. Tạm biệt ngựa vàng. Cổ hươu cao cổ bị thương, hãy giúp hươu cao cổ kiểm tra nào. Xương bị vẹo, hãy đặt chúng vào đúng vị trí. Sau đó nẹp lại. Dán hình dáng lên để trang trí băng. Hươu cao cổ thích ăn tất cả các loại lá cây. Giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Hươu cao cổ thích sống ở đồng cỏ. Tạm biệt hươu cao cổ.